Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối hôm mùng 8 tháng 8, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương điều tra vụ 8 ô tô tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra ở cầu Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, ông D, 35 tuổi, quê Kiên Giang lái xe tải biển kiểm soát 68H000XX chạy qua cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi vừa đổ dốc cầu thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi thì va chạm với 7 xe khác gồm ô tô, xe tải và xe đầu kéo. Thời điểm trước khi xảy ra vụ va chạm, ông Dê chạy xe tải chuyển thức ăn cho tôm hùm từ Kiên Giang đến Nha Trang Khánh Hòa. Đến gần 15 giờ, ông đang đổ dốc cầu Phú Mỹ thì có tiếng động lạ. Sau đó, ông Dê đã bất ngờ mất kiểm soát phanh tốc độ tăng dần. Ông Dê kể, lúc đó tôi đã cố gắng kéo phanh nhưng nhìn đồng hồ tốc độ tăng dần đến khoảng 70 km một Tôi bất lực chỉ biết giữ vững tay lái để cố gắng tránh va chạm ít nhất có thể. Vừa thoát khỏi cabin, ông không tin nổi cảnh tượng xảy ra trước mắt. Hàng loạt phương tiện va chạm liên hoàn, xe của ông cùng hai ô tô bốc cháy dữ dội, nhiều người mắc kẹt bên trong ô tô. Lúc này, ông dê hô hoán cùng người dân xung quanh, cố gắng giải cứu người gặp nạn ông LTL, 41 tuổi, ngụ quận 4, tài xế điều khiển ô tô bị kẹp giữa xe ô tô và xe tải kể đang chạy xe đi tỉnh Đồng Nai qua cầu Phú Mỹ, ông bỗng nghe tiếng động lớn rồi ông bị choáng váng, bừng tỉnh thì xe ông bị kẹp cứng. Ông L nói: "Tôi đang chở người thân đi công việc về hướng Đồng Nai thì nghe tiếng động lớn, tôi choáng váng, cả cơ thể cứng ngắc không thể cử động. Ô tô bốc cháy, tôi bị kẹt trong cabin" và sau đó được người dân phá cửa kéo ra ngoài. Rất may mắn, tôi chỉ bị xây sát ngoài ra. Người thân trong xe được hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với các tài xế liên quan, đồng thời lấy lời khai nhân chứng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chiều mùng 7 tháng 8, theo thông tin từ Công an huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Thanh Hóa, công an huyện Triệu Sơn và công an thành phố Thanh Hóa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Hải, sinh năm 1974, là hạt phó hạt quản lý đường bộ 8 ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của công ty cổ phần xây dựng giao thông 1 về việc đêm 26 dạng sáng ngày 27 tháng 7 năm 2024 trên tuyến đường tránh, đường gom, thành phố Thanh Hóa và đường nối quốc lộ Nghi Sơn, Sao Vàng thuộc địa phận huyện Đông Sơn liên tiếp mất 21 biển báo hiệu giao thông đường bộ trị giá gần 20 triệu đồng. Sau khi nhận được thông tin trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, thành phố Thanh Hóa vào cuộc xác minh làm rõ. Sau 2 ngày khẩn trương điều tra, giả soát và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, lực lượng công an đã có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh Nguyễn Thế Hải, thường trú tại thành phố Thanh Hóa, chính là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp biển báo giao thông đường bộ nói trên. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thế Hải là đối tượng chưa từng có tiền án, tiền sự. Trước khi bị bắt, Hải giữ chức vụ là hạt phó hạt quản lý đường bộ số 8, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Do nợ nần, khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 7 đến dạng sáng ngày 27 tháng 7 Hải đã điều khiển xe mô tô đến đường Nghi Sơn, Sao Vàng, đoạn qua xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, rồi dùng mỏ lết tháo vặt ốc vít các biển báo, gồm cả biển vuông, biển tròn, biển tam giác, đem về nhà trọ cất giấu, rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Sơn đã khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thế Hải để điều tra mở rộng. Ngày 7 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam và một số đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt 155 người liên quan. Theo Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp hoạt động trên không gian mạng do người nước ngoài quản lý chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam. Với chiến thuật dùng người Việt lừa người Việt, những kẻ này đã lôi kéo, dụ dỗ người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới với mức lương hấp dẫn từ 18 đến 30 triệu đồng, sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các mắt xích được giao sử dụng tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân, nhưng độc thân thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch, làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen tán tỉnh tạo lòng tin với những người ở Việt Nam. Nạn nhân mà bọn chúng hướng đến là những người độc thân, trung niên, có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Sau khi tạo được lòng tin, những kẻ này kêu gọi con mồi đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng hoặc trang website ảo có tên OYO để hưởng phần trăm hoa hồng cao, lợi nhuận. Từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào. Sau khi nắm bắt tình hình, chuẩn bị kỹ lưỡng, dạng sáng ngày 2 tháng 8, các tổ công tác của ban chuyên án quyết định xuất kích. Nơi làm việc của đường dây này từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, phát hiện lực lượng chức năng hàng trăm kẻ lừa đảo tẩu tán tiêu hủy các công cụ phạm tội cố thủ tại phòng sinh hoạt chung trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người đang làm việc cùng tòa nhà sau hơn 4 giờ truy bắt, 154 người trong đường dây này đã ra lưới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại, cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Tại sân bay nội bài, phòng cảnh sát hình sự cũng bắt giữ kẻ chủ mưu Hoàng Bích Ngọc sinh năm 1994, trú tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, khi đang trên đường bỏ trốn về Việt Nam. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án. Đại học bang Colorado nước Mỹ CSU vừa thay đổi dự báo bão cho mùa bão năm 2024 trong bản cập nhật mới nhất giảm số lượng bão được đặt tên trong mùa này sau một tuần tạm lắng giữa bão nhiệt đới Chris và bão số 4 Debbie. Dù đã sửa đổi, CSU vẫn dự báo một mùa bão hoạt động mạnh. Theo đó, dự kiến có tổng cộng 23 cơn bão được đặt tên giảm so với dự báo hồi tháng 7 là 25, trong đó bao gồm 12 cơn bão cuồng phong. Trong số 12 cơn bão này, 6 cơn được dự báo là bão lớn có cường độ cấp 3 trong thang bão Saphir Simpson 5 cấp trở lên. Các con số này đã bao gồm bão nhiệt đới Alberto, Chris và bão Beryl. Một mùa bão trung bình có 14 cơn bão được đặt tên, 7 cơn bão cuồng phong và 3 cơn bão lớn. CSU dự đoán có 85% khả năng mùa bão hoạt động trên mức bình thường cho đến ngày 19 tháng 8, điều kiện khí quyển tiếp tục khiến các nhà dự báo tin chắc rằng mặc dù có sự gián đoạn giữa cơn bão nhiệt đới Chris đổ bộ vào đất liền vào ngày 30 tháng 6 và cơn bão Debbie đổ bộ vào ngày 5 tháng 8, phần còn lại của mùa bão sẽ vẫn khắc nghiệt. Hai yếu tố chính thúc đẩy dự báo về một mùa bão bận rộn là nhiệt độ bề mặt biển cực kỳ ấm và mô hình khí hậu La Nina. CSU cho biết trong dự báo tháng 8 rằng độ đứt gió trong tháng 6 và tháng 7 thấp hơn nhiều so với mức bình thường. Điều này thường tương quan với độ đứt gió tiếp tục thấp hơn mức bình thường trong suốt thời kỳ đỉnh điểm của mùa bão. Trong khi đó, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam nhận định số lượng bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông từ nay đến tháng 1 năm 2025 sẽ ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thuộc Tổng cục khí tượng thủy văn cho biết, từ nay đến tháng 10 năm 2024 trên biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 5 đến 7 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 đến 3 cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên biển Đông trong thời gian này là từ 6 đến 7 cơn, đổ bộ vào Việt Nam khoảng 3 cơn. Từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, trên biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 3 đến 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 đến 2 cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên biển Đông trong thời kỳ này là từ 3 đến 4 cơn, đổ bộ vào Việt Nam khoảng 1 cơn. Điều cần đặc biệt lưu ý trong thời gian sắp tới của mùa bão 2024 cần đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực biển Đông.